Người ta đâu có biết mình sai nếu mà mình không có phải, đúng không anh? Bây giờ em như thế nào? Anh không quan tâm em hả? Anh không còn thương em nữa hả? Anh không quan tâm em hả? Không phải, anh rất thương em, nhưng mà anh không thể nào thương tất cả những nỗi đau đã đổ xuống đầu anh trong thời gian vừa qua. Em có hiểu không? Dạ, xin chào quý khách. Chào chị. Chị cần gì ạ? Tôi là Kim, vợ của anh Hoàng. Có chuyện gì? Từ từ ngồi xuống đi rồi nói. Bình tĩnh à, bình tĩnh. Ngồi xuống. Em đừng có khóc. Đừng có khóc mà. Tiên à, em đừng có khóc nữa. Cuộc đời anh sợ nhất là nước mắt phụ nữ á. Anh lại em. Em khóc mà anh không rõ chuyện gì hết, làm anh hoang mang, anh lo sợ. Thôi đừng có khóc mà. Có cái gì cứ nói, anh nghe, chia sẻ với anh. Nói đi. Anh ăn cơm chưa? Hả? Anh chưa ăn thì anh ăn đi. Cơm em tự nấu á. Nhưng mà chắc là không có ai thèm. Giờ mình mà nói mình ăn rồi thì cổ khóc bà lên, không biết nữa. Người ta chết vì đừng quá đói, chứ làm gì có ai chết vì quá no. Chơi thì chơi, sợ gì. Anh cảm thấy mình kém cỏi hơn bạn bè. Bạn bè quan trọng hơn chồng con hay răng? Tướng Liên, ly hôn. Hả? Cái dòng thoại mẹ. Chưa có cái đời nào tuyệt tự. Cút về đi. Khi chén rượu, khi cuộc đời, khi xuyên hoa nở, khi chờ trăng lên. Rồi đến một mai thức giấc, hạnh phúc tràn dâng trong mắt. Mẹ là người mẹ tốt, em là người vợ tốt, mà đôi khi những người tốt lại khó sống chung. Em ước khoảnh khắc này xảy ra trong quá khứ, từ đầu tới như cơn gió trượt đến rồi đi ai biết. Anh đi về đi. Ta vẫn cố đi tìm. Anh đi lấy người khác. Như vậy là trái với luân thường đạo lý, anh hiểu chưa? Tại sao anh đến đi? Một mai thức giấc, hạnh phúc tràn dâng trong mắt. Ta thôi hết thăng trầm, dù em buồn càng say. Ta thôi hết thăng trầm vì em. Chúng ta không thể sống lại thời quá khứ, cũng không định đoán được tương lai, nhưng mà chúng ta có thể nắm bắt hiện tại. Chúng ta phải cùng nhau thay đổi. Chúng ta phải hạnh phúc.